Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Copy Chuyện. Khi vụ án Jo Yong Chul, kẻ ăn thịt người được công bố trên truyền thông, đã gây chấn động lớn với dư luận Hàn Quốc. Hắn ta sát hại nhiều người đến nỗi không thể nhớ nổi số nạn nhân của mình. Sự bất mãn đối với xã hội, cộng thêm đó là những biến cố trong cuộc sống phải trải qua, là động cơ phạm tội của hắn. Nạn nhân của Jo Yong Chul là những gia đình giàu có, sống tại các quận dành cho tầng lớp trung lưu như Gangnam thuộc thành phố Seoul, Hàn Quốc. Sau đó, hắn sẽ hướng con mồi sang những cô gái hình hài mại dâm dưới lớp trá hình massage tại nhà. Hắn ta còn dùng nhiều mánh khóe để đánh lừa cảnh sát điều tra. Nhưng cuối cùng, tội ác của hắn cũng bị trừng trị trước pháp luật. Hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về vụ án chấn động Hàn Quốc qua video này nhé. Các bạn xem, đừng quên ấn like, chia sẻ hoặc có ý kiến gì khác thì hãy comment ở bên dưới. Jo Yong Chul sinh ngày 18 tháng 4 năm 1970 tại Seoul, Hàn Quốc. Hắn ta thuộc thành phần bất hảo, thường xuyên vào tù ra tội. Có ít nhất 6 phòng tạm giam và nhà tù có dấu chân của Yong Chul. Trước khi phạm tội giết người, Jo Yong Chul đã hầu 14 phiên tòa với nhiều tội danh khác nhau, tổng cộng là 7 năm của tù. Năm 1992, Jo Yong Chul kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh với bạn gái của mình. Một thời gian sau, hắn ta lại tiếp tục phạm tội và bị tống giam. Cuộc hôn nhân bị tan vỡ sau 7 năm vì vợ hắn không thể chấp nhận được cuộc sống tạm bợ với người chồng bất hảo chuyên vào tù tha tội. Bị đệ đơn ly hôn lên tòa khi hắn chưa mãn hạn tù, Jo Yong Chul cay đắng quyết định trả thù đời bằng cách ra tay sát hại nhiều người để mua vui cho bản thân mình. Chuỗi ngày tội ác. Sau khi mãn hạn tù, tháng 9 năm 2003, Jo Yong Chul lên kế hoạch đột nhập vào nhà của hai vợ chồng giáo sư giàu có tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Jo Yong Chul leo vào nhà của cặp vợ chồng giáo sư. Hắn ta chế ngự nạn nhân, sau đó điên cuồng dùng chiếc búa to mà mình đã mang đến đập liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi họ tử vong. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2003, Jo Yong Chul liên tục đột nhập vào nhà của những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và ra tay sát hại dã man với các nạn nhân. Jo Yong Chul cố dàn dựng hiện trường vụ án thành cướp của giết người, mặc dù không lấy đi tiền của nạn nhân. Hắn ta tinh vi đến nỗi đã đánh lừa cảnh sát để hướng điều tra. Vụ án giết người hàng loạt xảy ra trong vòng 2 tháng đã khiến cho những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại thành phố Seoul, Hàn Quốc cảm thấy lo sợ cho an nguy của mình. Bởi con mồi của tên sát nhân nhắm đến là ngẫu nhiên, không liên quan mật thiết đến nhau. Tất cả chỉ có một điểm chung, nạn nhân đều thuộc gia đình giàu có. Vụ án trở nên nghiêm trọng, trở thành án trọng điểm của thành phố Seoul, được chính phủ và người dân cả nước quan tâm. Jo Yong Chul quyết định chuyển hướng con mồi sang những cô gái hành nghề mại dâm dưới vỏ bọc là dịch vụ massage tại nhà. Để tạo ra một kế hoạch mới dễ thực hiện hơn, Jo Yong Chul tạm rửa tay gác kiếm 4 tháng liên tục. Đến đầu tháng 3 năm 2004, hắn ta tiếp tục ra tay sát hại những người vô tội. Thủ đoạn lần này tàn độc và man rợ hơn trước đó rất nhiều lần. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2004, hàng loạt cô gái hành nghề mại dâm thường xuyên bị mất tích trên khu vực thành phố Seoul, Hàn Quốc. Jo Yong Chul thường gọi những cô gái hành nghề mại dâm tại các cửa hàng dịch vụ massage tại nhà. Hắn gọi những con mồi của mình đến nhà riêng tại phía tây thuộc thành phố Seoul. Tại đây, Jo Yong Chul sẽ thỏa mãn nhu cầu sinh lý trước. Sau đó hắn ta nhân lúc nạn nhân không đề phòng, liền ra tay sát hại họ. Hung khí gây án từ đầu đến cuối vụ án của Jo Yong Chul đều là cái búa to dính đầy máu tươi. Hắn thường khống chế nạn nhân rồi cầm búa đánh liên tiếp
vào các bộ phận trên cơ thể nạn nhân. Thay vì ra tay sát hại rồi vứt thi thể nạn nhân nguyên tại hiện trường gây án, thì giờ Jo Jong-chul đã trở nên man rợ hơn. Hắn chuẩn bị sẵn các dụng cụ xử lý thi thể nạn nhân như dao, kéo, túi nhựa, giấy khổ lớn để sẵn trong nhà nơi hiện trường gây án đẫm máu. Jo Jong-chul sau khi ra tay sát hại nạn nhân, y đặt thi thể lên khổ giấy lớn đã chuẩn bị sẵn dưới nền nhà và cầm dao phân thi thể ra nhiều mảnh nhỏ xong xuôi. Y nhét từng mảnh thi thể đã được cắt bỏ sẵn vào túi nhựa. Cuối cùng, tên sát nhân máu lạnh sẽ chôn các mảnh thi thể ngẫu nhiên tại nhiều vùng núi khác nhau trên địa bàn thành phố. Mục đích của Jo Jong-chul xử lý thi thể nạn nhân như vậy, một phần để thỏa mãn thú tính của mình, phần còn lại vì mục đích của hắn để gây khó khăn cho hướng điều tra của cảnh sát. Hắn ta căm giận người giàu, phụ nữ mại dâm, cảnh sát và pháp luật. Điều man rợ hơn, sau khi bị cảnh sát bắt, Jo Jong-chul còn khai rằng mình đã từng nếm thử nội tạng của nạn nhân. Điều man rợ này, cảnh sát vẫn chưa thể kiểm chứng đây là sự thật hay chỉ là lời khai sằng bậy, điên loạn của Jo Jong-chul. Đến ngày xa lưới. Thời điểm bấy giờ, trên địa bàn thành phố Seoul xảy ra quá nhiều vụ án man rợ. Nạn nhân là những gia đình trung lưu bị sát hại và các cô gái hành nghề mại dâm bị mất tích. Cảnh sát nỗ lực điều tra phá án trên diện rộng, cũng như tăng cường giám sát an ninh trên khu vực thành phố. Tháng 7 năm 2004, ông chủ một tiệm mại dâm trá hình massage tại nhà đã chú ý đến việc những cô gái mà mình môi giới cho Jo Jong-chul đều một đi không trở lại. Chuyện đáng ngờ này đã khiến ông chủ tiệm massage chú ý. Ông quyết định đến báo với cơ quan chức năng của thành phố Seoul. Jo Jong-chul tiếp tục gọi điện đến với ông chủ tiệm massage là cần một cô gái đến tận nhà mình như mọi lần. Cảnh sát nhanh chóng mai phục tại nhà riêng của tên sát nhân. Khi thấy hắn ta có biểu hiện lạ, liền cầm tay và áp giải hắn về trụ sở cảnh sát. Sau khi tiến hành điều tra, lục soát nhà riêng của Jo Jong-chul, ngoài những vật dụng máu và ADN của nạn nhân, cảnh sát còn tìm được rất nhiều đĩa phim thể loại hình sự giết người mang tính bạo lực cao. Jo Jong-chul khai nhận rằng hắn ta bị thu hút và ảnh hưởng bởi tên giết người hàng loạt vùng Busan, Hàn Quốc, Jeong Do-jong. Jeong Do-jong là tên sát nhân hàng loạt vào thời gian từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 4 năm 2000. Con mồi của hắn ta là những người thuộc tầng lớp trung lưu tại các khu vực lớn như Busan, Ulsan, Nam Gyeongsang của Hàn Quốc. Trong lần thẩm vấn đầu tiên, tên sát nhân máu lạnh Jo Jong-chul khai nhận đã ra tay sát hại 19 nạn nhân. Con số này cứ tiếp tục tăng lên theo mỗi lần hắn ta bị hỏi cung. Có thể nói, nạn nhân của Jo Jong-chul quá nhiều. Hắn không thể nhớ hết nỗi tội ác của mình. Khi cuộc thẩm vấn lên sóng truyền hình, Jo Jong-chul tuyên bố động cơ giết người của mình là phụ nữ không nên làm mại dâm và những người giàu có nên nhận thức những điều xấu xa họ đã làm. Jo Jong-chul khai nhận y căm ghét những người thuộc tầng lớp trung lưu bởi hắn ta ghen tị với những gì họ có được. Hắn luôn hận những người giàu có và đổ lỗi rằng vì họ mà hắn mới phải sống một cuộc đời nghèo hiểm. Khi hỏi vì sao ra tay sát hại những cô gái hành nghề mại dâm, Jo Jong-chul nói rằng y căm ghét người vợ cũ đã bỏ rơi mình khi đang ở trong tù. Người vợ cũ này cũng từng là nhân viên cho tiệm massage. Ngoài ra, Jo Jong-chul còn ghét cả cảnh sát và pháp luật. Hắn ta đổ tội cho tất cả để trốn tránh những tội ác mà mình đã gây ra. Các công tố viên phụ trách của Jo Jong-chul cho biết thật khó có thể tin được toàn bộ lời khai của Jo Jong-chul là sự thật. Hắn ta chưa từng có ý định dừng lại hành vi phạm tội của mình. Jo Jong-chul đã khai nhận rằng nếu không bị bắt, hắn sẽ tiếp tục giết hơn 100 mạng người nữa. Hắn không hề có biểu hiện của sự ăn năn hối cải cho tội ác man rợ mà mình đã gây ra. Sau khi Jo Jong-chul bị bắt, hắn ta đã khai ra địa điểm ném thi thể.
cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng có 11 thi thể của 11 nạn nhân xấu số ở ngọn núi phía sau đền Bongwon, quận Seodaemun, thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ còn nhiều thi thể nạn nhân tại các địa điểm khác vẫn chưa được tìm thấy. Tháng 12 năm 2004, Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên Yoo Young-chul án tử hình với tội danh giết người hàng loạt. Vụ án được khép lại trên mặt pháp luật, nhưng nỗi đau của người thân những nạn nhân bị Yoo Young-chul sát hại thì vẫn còn mãi. Người dân Hàn Quốc không thể quên được tội ác man rợ mà Yoo Young-chul đã gây ra tại nơi này. Có thể thấy, qua lời thú nhận động cơ gây án của hắn cho thấy sự ích kỷ của bản thân hắn. Cho dù nguyên nhân vì sao, thì hắn cũng không có quyền tước đi mạng sống của người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.